Chào các bạn. Chào Ken, hello nha, Kim nha, hello Thắm, hi Thanh Trần. Bài hát trong sân lăng đã lưu truyền lại cho dân gian. Đình đình đương đã kiên cường đại thắng quân mình. Hello em, xin chào mọi người. Hai Thiên Phạm. Hoan BB chào em. Em khỏe, cảm ơn anh Thiên Phạm. John Josh, hello, good morning. Hi, Linda Nguyễn. Hi, Kim Thanh, chào. Cảm ơn Thọ Bí, chúc Thọ Bí cũng rất là khỏe mạnh, một cuộc sống an lành. Hy vọng là mọi người đều có cuộc sống an lành trong đất nước Việt Nam ngày hôm nay và sau này nữa. Chào tất cả các bạn. Hi anh Thị Phạm. À, tiếng Nhật hả? Trân Chót, good morning. Mình không có hiểu nhưng mà là chào buổi sáng phải không? Good morning. Hai Dân Võ. 21 chị Phượng chị hát nha. Quyết đại ca. Dư Luận Viên nói là miền Nam Việt Nam luôn trong trái tim tôi, mình cũng vậy đó. Tại vì mình từ nhỏ đã sanh ở Sài Gòn thì miền Nam Việt Nam cái gì cũng là rất là đẹp trong lòng của mình. Mình phải quyết giữ lại đất nước Việt Nam. Thì sao chị sẽ mở bài trả lại cho dân nha. Nhưng mà tại vì cái bài đọc ngày hôm nay nó hợp với cái bản nhạc này, thành ra mình quyết định nhận bản nhạc này. Chào các bạn, bữa nay là Nguyễn Phú Trọng đã có mặt tại Trung Quốc rồi phải không? Thì mình không biết là lúc nào dân tộc của mình sẽ lọt hết vào tay của Trung Cộng, là tại vì Nguyễn Phú Trọng sẽ giao toàn bộ tánh mạng của 90 triệu dân của mình cho Trung Cộng. Thành ra rất là, hôm nay rất là cảm xúc, bởi vì khi mà biết cái tin là Nguyễn Phú Trọng đã có mặt tại Trung Quốc ngày hôm nay rồi, rất là buồn đó. Nhưng mà có một người bạn nhắn vô với mình là anh đã viết cái bài viết này ở trên Facebook của anh, nhưng mà anh chỉ thấy có vài người đọc thôi, thì rất là buồn. Nhưng mà
nhờ mình phải đọc lên cho mọi người nghe là phải chúng ta phải làm cách nào để có những cái cuộc biểu tình thành công hoặc là đứng lên giành lại lãnh thổ của mình. Bây giờ mình bắt đầu đọc cái bài của anh nha. Xin các bạn nghe hết bài viết của mình rồi, muốn làm gì cũng được, cảm ơn. Những việc cần làm trước khi biểu tình. Xin chào các anh em đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Đó là lý do tôi viết bài này để gửi đến tất cả các đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn để trở thành một thuộc, một tỉnh của Tàu Cộng. Dân tộc ta đang chết dần, chết mòn. Nếu các bạn có một kế hoạch chi tiết và khi trình bày ra nó có tính cả thi cao thì tôi tin là mọi người sẽ tham gia và ủng hộ nhiều hơn. Còn nếu chỉ đơn giản là kêu gọi đoàn kết đứng lên lật đổ đảng Cộng sản thì tôi xin thưa với các bạn nó sẽ thất bại hoàn toàn. Tôi xin đưa ra 3 ý kiến đề nghị như thế này để các bạn xem xét. Thứ nhất, cần lập ngay đội bảo vệ người biểu tình khi có xô xát với an ninh trên tất cả các tỉnh thành. Thứ hai, chúng ta cần ngồi lại và phân tích kỹ nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh ở Thiên An Môn, nghiên cứu kỹ và học hỏi những phong trào đấu tranh dân chủ ở các nước trên thế giới đã từng thành công. Thứ ba, các bạn trước khi biểu tình cần có một kế hoạch cụ thể và phải xác định là chúng ta đi biểu tình là phải có kết quả hay, nói đúng hơn là phải thắng, phải xóa sổ được Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn đi biểu tình bao nhiêu người? Ngày nào đi biểu tình hay trong dịp nào biểu tình? Có cần tạo ra những tin giả về để đánh lừa Bộ An ninh không? Cuộc biểu tình sẽ diễn ra bao nhiêu ngày? Vấn đề này sẽ quyết định đến sự thành bại của một cuộc đấu tranh. Mình quan sát các cuộc biểu tình ở Việt Nam từ trước đến giờ diễn ra trong thời gian rất ngắn, khoảng một ngày là cùng. Sorry các bạn nha, việc này chưa đủ chọc cười bọn chúng nữa. Nếu các bạn đặt mục tiêu là chúng ta sẽ biểu tình trong vòng 3 tháng, mình chắc chắn sẽ thành công 1000% luôn. Các bạn có biện pháp gì để phát hiện ra những tên an ninh trà trộn vào những người biểu tình và làm gì với chúng? Các bạn sẽ làm gì khi thấy một người trong số chúng ta bị đánh, đứng nhìn hay cứu lấy họ? Các bạn giải tán hay tiếp tục khi có vài trăm người bị thương hay bị chết trong cuộc biểu tình? Trước khi biểu tình, các bạn cần xây dựng vài đội y tế hoặc đội cứu thương để không làm ảnh hưởng đến cuộc biểu tình. Khi có đổ máu xảy ra, càng nhiều đội cứu thương càng tốt. Các bạn phải tạo ra nhiều đội nhóm để cung cấp thức ăn, nước uống cho những người đi biểu tình. Nếu Việt Nam có nội chiến, thì chắc chắn thằng Tàu Cộng sẽ cắt hết nối Internet. Khi đó, thế giới sẽ không biết gì về tình hình ở Việt Nam. Đồng bào ở nơi khác cũng vậy, khi đó truyền thông nhà nước sẽ chiếm ưu thế. Vì thế, khi biểu tình, các bạn cần đến những nơi gần bệnh viện và chiếm giữ các cơ quan được gọi là cái miệng của đảng ở 64 tỉnh thành. Buộc họ phát lên những sự thật mà người dân cần phải biết. Và khi có nhiều người biết sự thật thì khả năng thành công càng cao. Để tạo ra những cơ hội như thế, chúng ta cần tạo ra các sự việc giả, ví dụ như đánh nhau hoặc tai nạn giao thông, làm cho mọi người tập trung lại những khu vực này càng đông càng tốt. Phân tán các lực lượng an ninh, bắt sống hoặc đe dọa các lãnh đạo ở tỉnh, chẳng hạn như bí thư, chủ tịch. Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ở nhà nọ có một ông chủ rất giàu, nuôi 3 con chó dữ. Một ngày nọ có một người lạ đứng trước cửa la lối, 2 con chó chạy ra sủa và cắn cái người đứng trước cửa đó. Trong khi đó, có 3 người lạ đi ngõ sau, xông vào và giết chết một con chó còn lại để bắt ông chủ của nó. Dựa vào câu chuyện trên, các bạn tự biết mình làm gì rồi nhé. Tôi tin chắc nếu ai có đọc được bài viết này, nếu là lãnh đạo các phong trào, thì các bạn phải có kế hoạch chi tiết cho các phong trào dân chủ. Tôi tin Việt Nam sẽ sớm có được tự do, dân chủ, nhân quyền và thoát khỏi ách cai trị của Cộng sản, đuổi hết Tàu Cộng ra khỏi Việt Nam. Bài viết này thay lời chúc đầu năm 2017, xin các bạn cho vài lời bình luận để đóng góp cho bài viết thêm hoàn thiện. Khi tôi viết bài này và đăng lên, tôi không sợ lộ kế hoạch và khi các bạn hành động hãy nhớ đặt mình là kẻ thù, thì các bạn sẽ biết mình phải làm gì. Thì đó là một bài viết của một người bạn. Bạn ấy đã đăng trên Facebook mấy bữa rồi mà thấy chỉ có một vài người đọc thôi. Thì bạn ấy đã nhờ mình đọc cái bài này ra. Thì bây giờ các mọi người đều thấy đó, ai cũng muốn đứng lên biểu tình chống lại, đòi lại lãnh thổ, đòi lại nhân quyền. Nhưng mà ai cũng sợ hết. Người nào cũng nói là
Mạng bị cái gì vậy hả? Không có tín hiệu hả? Ai cũng nói là biểu tình thì biểu tình như thế nào, bằng cách nào, thì đây là bài viết mà mình cảm thấy cũng rất là hay, thành ra muốn chia sẻ cùng các bạn. Đồng Hoàng nói rất hay hả? Rất cảm ơn. Bữa nay mình nói chuyện với một người bạn, thì người bạn đã ở trong nước nha. Người bạn đã nói là cái tin tức mà bắt dân Việt Nam mình phải hiến máu đó là tin tức thật, mà người mà ra lệnh để cho dân Việt Nam hiến máu là người Trung Quốc, là Trung Cộng đã bắt Việt Nam mình hiến máu để dân đó. Thành ra phải cẩn thận, là tại vì Nguyễn Phú Trọng bây giờ nó đã ở bên Trung Quốc rồi, nó sẽ dâng toàn bộ tánh mạng đất nước Việt Nam và con người Việt Nam cho Trung Cộng, thì các bạn phải có một cái hành động, đừng có mà thờ ơ nữa, đừng có suy nghĩ quá lâu, bởi vì nước Việt Nam mình không còn thời gian để mà suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta trước khi đi làm cái gì phải suy nghĩ thật kỹ để mà có những cái cuộc biểu tình thành công, mà phải thành công không có thất bại, bởi vì thất bại đây là cơ hội, đây là một cuộc sống còn của đất nước, của dân tộc. Thì nếu mà chúng ta thất bại đợt này là coi như chúng ta sẽ thành nô lệ. Nước Việt Nam không còn trên bản đồ, tên trên bản đồ thế giới nữa. Bữa nay mạng bị yếu hả? Hai anh Hằng Việt, chào anh. Mình không có biết là tại vì hồi sáng này cũng có nhiều bạn nhắn vô nói là hôm nay internet hay là mạng ở bên Việt Nam quá yếu. Thì cái tin tức lấy máu mà người Trung Quốc là người ra lệnh để lấy máu người Việt Nam mình là tin tức thật, không có phải là tin tức giả. Thành ra các bạn phải tự quyết định cho tánh mạng của mình và gia đình của mình nha. Mà mình cũng có nhiều người nói là không biết là trong cây kim mà nó lấy máu của mình, nó không biết có bị tẩm chất sida hay không đó nha, tẩm máu sida hay không đó. Hello Trần Minh Quân. Thì mong các bạn có những cái cuộc đồng loạt đứng lên, nếu mà một cái vùng nào đó đứng lên, chúng ta phải đồng loạt, phải biểu tình, không phải là một ngày, một tuần, 2 ngày, một tuần, mà phải mỗi ngày, mà phải tiếp tục kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó thì chúng ta mới thành công. Nếu mà chỉ 1 ngày 2 ngày như những cái đợt biểu tình trước đó 5 giờ rồi thì hoàn toàn thất bại, mình thấy rất là nhiều rồi sẽ thất bại. Còn mình coi trong những cái video clips á, là trong những cái cuộc biểu tình nào bây giờ chẳng hạn như 1 2 ngày nay là có những cái cuộc cưỡng chế đất đai hoặc là chiếm đất đai của người dân, thì mình thấy là công an hay là quân đội gì đó nó nhào vô nó đánh dân, thì có 1 2 người chạy vô giống như là kéo nó ra thôi. Tại sao mình không đánh trả lại? Mình là defense là mình phải đánh trả lại chứ, tại sao chỉ có kéo nó ra mà trong khi đó nó dùng sức để đánh mình mà mình chỉ 1 2 người đứng kéo sau lưng của nó ra? Cái đó không bao giờ thành công được. Mình đã nhường nhịn rất là nhiều lần rồi, mình đã nhường nhịn thụt lùi 100 bước rồi, thì bây giờ tới giờ phút này mình phải tiến, mình không thể nào nhịn nhịn nữa, mình phải không thể thể nào mà tiếp tục lùi nữa, mình phải tiến lên. Cái đó là cái suy nghĩ của mình, bị mình nhìn qua rất là nhiều cái video clip là các ngày hôm qua hay là ngày hôm kia gì đó là đồng bào ở Kỳ Anh đứng lên biểu tình, mà những cái cô cái chị mà cầm những cái lưới cá mà ra biểu tình đó, thì mình thấy rất là lạ, là mình thấy rất là lạ là không có cái anh nào mà nhào vô để mà cứu mấy chị hết trơn á, toàn đứng ở ngoài đứng ngó không à. Thanh niên Việt Nam, mấy anh trai Việt Nam, đất nước đang cần mấy anh đó. Đừng có mà vô cảm đứng ở vòng ngoài nhìn thôi, hoặc là quay phim thôi. Quay phim 1 2 người quay nó cũng có đầy đủ chi tiết lắm rồi. Không phải là 1.000 người đứng quay phim là mới có đầy đủ chi tiết đâu, mà cần 1.000 cánh tay đưa lên đó để đánh lại, để giành lại đất nước. Không phải 1.000 cánh tay đứng quay phim đâu. Hoặc là mấy anh chỉ đứng ở vòng ngoài nhìn. Thật là cái cuộc biểu tình đó thôi là mấy chị đứng lôi kéo với mấy đám công an không à. Còn mấy anh là đứng vòng ngoài nhìn thôi, không có làm cái gì hết trơn á. Thì các anh Việt Nam, mình có mới nhận được một cái tin, em này nói cái tin rất là quan trọng, để mình coi coi cái tin đó em nói cái gì nha. Không biết là cái tin đó nó chạy đâu mất rồi. Trong cái iPad mình nó nổi không có ra.
Thì các anh Việt Nam, đất nước, đồng bào đang cần các anh. Thì các anh đừng có đứng trong ngoài nhìn nữa. Còn các chị em bạn gái, nếu mà chị em bạn gái nói là mình chân yếu tay mềm gì đó, không có làm được cái gì hết, thì những ai mà cảm thấy mình không làm được chuyện nhiều thì hãy biến mình là một người y tá giúp đỡ các anh. Nếu mà những anh nào có bị thương, tức là bị chảy máu gì đó, thì các chị em bạn gái hãy tập trung lại, chuẩn bị cho mình những cái băng keo cá nhân hay là những cái thuốc sát trùng, những cái đồ băng bó lại để giúp các anh, hoặc là nấu cho những cái nhà mà ở ngoài mặt đường hay là những cái nhà nào mà gần mặt đường á. Nếu mà có những chị em gái ở nhà thì phải nên chuẩn bị những cái món đồ ăn hay là những cái nước uống để tiếp tế cho những anh, những chú hay là những cái người có sức đứng lên để mà mình tiếp sức cho họ. Mình phải ủng hộ tinh thần của những người đứng lên. Nếu mà mình cảm thấy mình không làm được chuyện, thật ra mình làm được rất là nhiều chuyện đó. Các chị em gái mình làm rất là nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn như mình có thể băng bó những vết thương cho các anh, hoặc là nấu những cái món ăn rất là đơn giản để cho mấy anh tiếp tục có sức đứng lên. Bởi vì những cái cuộc biểu tình này, mình nghĩ là phải kéo nhiều ngày, nhiều tháng thì mới thành công. Một, hai ngày, một, hai tuần là không bao giờ thành công. Thành ra chúng ta phải đồng loạt cùng góp sức lại. Có nghĩa là chuyện người nào có sức thì làm theo chuyện có sức, người nào không có đủ sức thì mình làm theo những cái chuyện không có vừa theo cái sức của mình. Chẳng hạn như tụi mình sẽ nấu được những cái món ăn rất là đơn giản cho các anh khi mà các anh xuống đường ngày này qua ngày khác. Còn những cái anh trai đừng có đứng ở ngoài nhìn nữa. Mình đã thấy rất là nhiều cuộc biểu tình, hình như là thanh niên Việt Nam ngày hôm nay chỉ đứng ngoài vòng ngoài nhìn thôi chứ không có làm cái gì hết. Thành ra các anh thanh niên Việt Nam hãy đồng loạt đứng lên. Đất nước là của chúng ta, đất nước là của người Việt Nam. Thì người Việt Nam mình đừng có đứng trong ngoài, đừng có đứng ngó nữa. Chỉ cần 3 người quay phim là cũng đủ lắm rồi, là cũng có nhiều tin tức lắm rồi. Không có cần phải cả ngàn người quay phim đâu, mà chúng ta cần cả triệu cánh tay để đánh lại bọn nội xâm với lại ngoại xâm đó. Quyết đại ca mình cũng vừa xem, sợ lắm, nổ. Quyết đại ca nói là Việt Nam bây giờ không có nhân quyền đâu, thà chết mà mất nước chứ không thể nhu nhược mà mất đất nước được. Mình cũng đồng ý với anh. Thì xin lỗi, gửi các bữa nay là mình không có dự định để livestream là tại vì mình không có nhiều thời gian. Thì xin gửi tới các bạn cái bài mà viết của một người anh đã gửi cho mình đã đọc qua rồi. Thì các anh chị em hãy chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, lúc nào cũng phải chuẩn bị cho mình một tinh thần, phải chuẩn bị mọi thứ trước khi mà chúng ta đứng lên. Đây là cuộc sống còn của dân tộc, của đất nước, thì mong là các bạn phải có một sự chuẩn bị thật là chu đáo, bởi vì chúng ta không thể thua. Thua là hoàn toàn mất nước. Hiện tại Nguyễn Phú Trọng đang ở bên Trung Quốc, ông ta sẽ giao tánh mạng của các bạn, tánh mạng của 90 triệu đồng bào Việt Nam cho Trung Cộng đó. Thì đồng bào chúng ta không thể là một cái con cờ để mà nó muốn giao cho ai thì nó giao. Thành ra đồng bào Việt Nam, các bạn Việt Nam hãy cùng nhau đứng lên. Xin gửi tới những cái anh trai, những cái anh khỏe mạnh ở bên Việt Nam, thì cũng đừng có đứng nhìn nữa, đừng có vô cảm nữa. Đất nước chúng ta đang rất là nguy ngập, cần rất là cần những cái sức khỏe, những cái người trai tráng đứng lên giành lại dân tộc, giành lại đất nước. Xin chúc các bạn có một ngày thật là an lành. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác. Bye bye.